Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bộ bài cực kỳ đẹp và cái tên của nó khá là dài. Đó chính là Late 19th Century Square Pharoah Building. Đó. Đọc uốn hết cả lưỡi lên. Ok. Và bộ bài này là bản giới hạn các bạn ơi. Đây là bản giới hạn 2000 bộ và không được tái bản đâu. Đây. Và mình đã mua được và mình bọc lại rồi các bạn ạ. Bọc còn mới. Link bọc thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả ha, nhiều bạn hỏi. Đây. Bọc bộ bài lại cho nó mới và không sợ bị nước, không sợ bị va đập gì cả. Đó. Thì đây là cái tem của nó đấy các bạn này. Đó. Còn đây là mặt trước này. Đây. Ok. Đây là phiên bản là màu xanh nha các bạn, còn cả phiên bản màu đỏ nữa. Có hai màu xanh và đỏ. In giới bản in giới hạn 2000 bản. Ok. Đây. Chúng ta xem bên trong như nào ha. Đây thì mặt trước của nó, vừa mới mở bộ bài ra cái chúng ta sẽ thấy ngay. Nó được mạ một lớp bạc ở cái cạnh này. Đó. Cạnh bộ bài được mạ bạc nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ok. Đây, và đây là hai lá Joker của chúng ta. Đó. Có hình hai chú chó đi xe đạp cổ điển. Bộ bài này in năm 2019 các bạn ơi. Được lấy cái cảm hứng từ ngày xưa các bạn. Đây. Phong cách cổ điển ấy. Đây là hai chú chó đi xe ha. Còn đây là bài đầu tiên chúng ta thấy này. Đây thì là giới thiệu hay lá bích ta? À lá bích ạ. À. Đâu, lá bích đây chứ. Thì đây là một lá gọi là như kiểu là cho thêm giới thiệu về cái hãng bài ấy các bạn. Đó. Và mình nghĩ là lấy lá này thay lá bích cũng được. Đây. Ok, chúng ta có 3 lá cho thêm này. À quên, 2 lá Joker, 1 lá giới thiệu này. Đó. Và đây, cái điều đặc biệt mình muốn nói này. Bộ bài này nó không in một hình, một số hay một cái chữ gì cả. Nó chỉ đơn giản là một cái chấm này thôi. Nó chỉ một cái chấm chất thôi các bạn thấy không? Đó. Tí nữa đến Zika là mình sẽ xem sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ thấy này. Đó, đặc biệt không? Có một mình lá này thôi. Không có số, không in gì cả, chỉ có hai cái chấm này là chúng ta tự hiểu là số 1, số 2 này, add big này, 3 big này, đó, bạn thấy không? Còn cạnh thì được mạ bạc. Sao đọc thì thấy mạ vàng, sao vào đây được mạ bạc ta? Ok, đây, chúng ta sẽ lướt nhanh qua nhé. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7. Ôi, cái này mà dùng để đánh bài thì khá là khó nhá. Vừa đánh phải vừa đếm. Vừa đánh phải vừa đếm chất. Nhiều khi ông nào xòe này ra là chịu luôn. Đánh bài ai mà xòe này ra là chịu thua. Tất cả át hết. Tất cả bích hết, không có gì luôn này. Bạn thấy không? Đây. Đây, các bạn thấy không? Không có in hình Zika luôn. Chỉ đơn giản là một cái hình này thôi. Thì chúng ta tự hiểu đây là lá gì ha. Lá gì này. Mới có khác lá ca không? Mình lấy ra xem. Đây. Ừ, lá gì đây các bạn ơi. Lá gì ca này. Khó, một bài này in khá đặc biệt này. Đó, thì mình đã nói là vừa nãy mình nói rồi. Bộ bài in cực kỳ đặc biệt. Này. Đó. Ca bích này. Quy bích này. Đó. Rồi. Đây là chân bích ha. Zo. Cũng vậy luôn. Không in số gì cả. Chỉ đơn giản là những cái chất thôi. Đây. Ui, cầm ngược rồi. Đây, Zo này. Quizo này. Cái này lại có một cái gọi là một cái led vẽ thêm ở đây này, như kiểu cái lỗ mũi các bạn này. Đó. Ai cũng có thêm một cái led vẽ vòng xoắn đấy nhá. Cũng không hiểu là mục đích là gì đâu. Là gì kia là ba nào cũng vậy. Nó có thêm một cái vòng xoắn nữa. Đây các bạn thấy không? Đây. Đó. Thì mình không hiểu cái mục đích của người ta là gì thôi. Đây là K tép này. Q tép này. Z tép các bạn thấy không? In hình nó khá là mắc cười đấy. In mấy hình ZK này. Đó. Tép này. Mình sẽ lướt nhanh các bạn nhé.
ca cơ này, gì này. Đây, các bạn thấy không? Bộ bài không hề có chất, không hề có số luôn. Này, đánh bài có gì ta? Bộ bài này chắc chỉ mang tính sưu tập quá. Nào, thật thì khán giả cũng phải nhớ cái lá bài khá khó. Ví dụ bốc dính lá... Đây, ví dụ không đây lá 7 đi. 6, 7 này. 8, 9 thì cũng phải khá là khó để mà nhìn đấy. 10 luôn này. Ai mà mới chơi ai chơi bài hoặc là mới chơi ảo thuật thì làm ảo thuật với mấy cái trò này khá là khó, cũng như chơi bài khá là khó đấy. Lặn cũng chả lặn được luôn này. Mỗi lần xếp bài phải nhìn từng lá ra một như này. Đây là hàng limited 2000 bộ và không tái bản các bạn. Đây là có một cái tem mình bọc lại rồi, mình để cái tem ra sau lưng này. Thật ra tem ở đây này. Đó. Đây, hai lá Joker và một lá cho thêm, nó này có thể thay áp đích nhé các bạn. Ok, và đây là mặt sau của nó này. Đấy, chúng ta đã xem mặt trước rồi, và đây mặt sau này. Làm như kiểu cái lền gạch sạm sạm này. Nhìn như kiểu cái lền gạch sạm sạm các bạn. Fan bài cũng khá là khó nhìn. Chả thấy gì luôn. Đó. Nó có một lền thôi à. Đúng cả một bài có một tông thôi. Đó, thấy không? Mình ở ngoài đây mình cũng khá là khó nhìn luôn, không phải có, chưa nói gì các bạn xem đi qua video. Không biết cây nào với cây nào luôn. Và này khá là nhiều cái thú vị. Khá nhiều điểm thú vị. À, chất giấy thì cũng khá là tốt các bạn ơi. Chất giấy khá là tốt nhá. Chất giấy bài khá là tốt. Nhưng mà lại khá là đó các bạn thấy đó. Đây, fan thử đây này. Cái này chơi bài của gì ta? Đó. Cái này chơi bài của gì ta? Đây. Fan ra, chả biết cây nào với cây nào luôn. Ok, thì đây là bộ bài, nó tên khá là dài. Mình thì mình không đọc lại đâu các bạn ạ. Cuốn lưỡi khá là nhiều mới đọc được cái từ này. Thế nên không đọc lại đâu nhá. Mình sẽ để cái tên ở phần đầu video cho bạn tiện thể tìm kiếm ha. Tại vì cái lúc đầu mình tìm kiếm bộ bài này để mình review ấy thì nó khá là khó, mình không hiểu là mình không biết lấy tên ở đâu. Mình phải lên một số cái trang bán bài ấy, mình nhìn cho các bạn, mình nhìn cái tên của bộ bài thì mình mới review cho các bạn xem được. Còn mới đầu mình tìm cái tên mình không thể thấy được. Đó, khá là khó kiếm. Thì đây là bộ bài đây như vậy. Đó, mình thấy cái tên của nó là như là dịch ra là quảng trường cuối thế kỷ 19 thì phải các bạn. Tức là 518 bao nhiêu gì đó. Nói chung là vậy, 18 bao nhiêu, 19 bao nhiêu gì đó. Nói chung là lâu rồi. Bộ bài này in năm 2019. 2000 bộ không tái bản. Ok, cảm ơn rất nhiều. Nếu thấy hay thì hãy like, subscribe ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.